Thưa quý vị, chính quyền thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa khu phố Bắc Nam, phường Quảng Vinh sau khi ghi nhận ca nghi mắc COVID-19 cư trú tại đây. Các cơ quan chức năng đã chốt chặn tại 4 điểm trên các tuyến đường dẫn vào phố Bắc Nam. Nhân viên y tế phun hóa chất khử trùng một số nơi ở khu vực này. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, trưa ngày 27 tháng 7, ca nghi nhiễm COVID-19 đã bắt xe Kim Chi từ Đà Nẵng về Thanh Hóa. Chuyến xe có bệnh nhân 620. Kết quả xét nghiệm PCR lần 1 là dương tính. Ngoài lệnh phong tỏa, chính quyền Sầm Sơn cũng lập danh sách F1, F2, F3 và giám sát nghiêm ngặt. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa sáng nay đã lấy 10 mẫu bệnh những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm làm xét nghiệm. Liên quan các ca nhiễm COVID-19, trưa nay Bộ Y tế đã ra thông báo tìm người đến nhà hàng tiệc cưới ở Đà Nẵng. Cụ thể, nhà hàng tiệc cưới Golden Phoenix đường 2 tháng 9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng ngày 22 tháng 7. Trung tâm hội nghị tiệc cưới Phị Lũ đường 2 tháng 9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng trưa ngày 24 tháng 7. Trung tâm tiệc cưới Biển Xanh, khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng chiều ngày 26 tháng 7. Những người đã đến 3 địa điểm trong khoảng thời gian có người nhiễm COVID-19 đã tới được khuyến cáo liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ và tư vấn. Ngày 9 tháng 8 tới đây, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, thì công tác phòng chống dịch rất được chú trọng. Tỉnh Nghệ An sẽ cấp phát hơn 150.000 khẩu trang cho các thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, năm nay có 31.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, tỉnh chuẩn bị hơn 150.000 khẩu trang y tế loại 1 mặt trắng và 1 mặt xanh, mỗi em được phát 5 chiếc. Theo đó, khẩu trang được cán bộ ở điểm thi phát ngay tại cổng vào mỗi buổi thi và thí sinh chỉ được sử dụng loại này. Tại mỗi điểm thi có 5 máy đo thân nhiệt, cán bộ y tế kiểm tra từng thí sinh ngay tại cổng. Mỗi điểm cũng có 5 đến 7 phòng thi dự bị. Phòng trường hợp thí sinh trong lúc làm bài có biểu hiện bất thường như ho, sốt sẽ được cán bộ y tế kiểm tra và chuyển tới đây tiếp tục làm bài. Ngày 4 tháng 8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định cần phải xác định dịch sẽ còn kéo dài, nguy cơ có dịch luôn thường trực trong cộng đồng và chưa bao giờ hết nguy cơ. Do đó, một mặt cần tập trung dập nhanh nhất ổ dịch ở Đà Nẵng, nhưng cũng phải siết lại kỷ cương, lên dây cót cả hệ thống trong phòng chống dịch, quyết tâm không để câu chuyện cách ly xã hội trên quy mô toàn quốc xảy ra một lần nữa, và cần phải khoanh vùng dập dịch nhỏ nhất có thể, quyết tâm không để lần dịch thứ hai quay lại như lần một. Ý kiến này cũng nhận được nhiều sự đồng tình của cộng đồng mạng. Đa số cho rằng cách ly xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, và mỗi người cần phải có ý thức phòng bệnh cho mình và những người xung quanh, để làm giảm tối đa nguy cơ phải giãn cách xã hội lần hai. Sau đây là một số bình luận nổi bật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Cách ly toàn quốc là tự dẫm chân mình. Doanh nghiệp chúng tôi ở tỉnh, không có ai bị Covid mà cũng phải chịu chung số phận. Doanh nghiệp mà ốm thì dân cũng chung số phận. Giãn cách xã hội đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế còn yếu kém của nước ta. Và với tình hình dịch bệnh còn kéo dài đến bao giờ chưa ai biết được, thì việc xác định sống chung với dịch bệnh là bắt buộc. Những ai luôn nói, con người thì con của, thì làm ơn tự cách ly, tự giãn cách, không ai cấm, và hãy để cho người khác lo cho cuộc sống của bản thân họ. Nếu không thể cách ly xã hội như đợt tháng 4, thì Việt Nam cần đầu tư, mua lượng lớn hệ thống máy xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR và đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm, để tăng khả năng xét nghiệm lên gấp 10 lần hiện nay mới đảm bảo việc nhanh chóng tách người nhiễm ở các ổ dịch mới phát sinh ra khỏi cộng đồng. Như vậy, sẽ không phải cách ly xã hội diện rộng mà vẫn đẩy lùi được các ổ dịch, giảm thiểu thiệt hại tới nền kinh tế. Máy móc thì phải cần có thời gian nhập về. Việc chúng ta làm được ngay là nâng cao ý thức, tự chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh mà chính quyền đưa ra. Vấn đề cốt lõi là không để lây lan nhanh ở các tỉnh như Đà Nẵng bây giờ. Phải truy vết hết được những người đi Đà Nẵng trong tháng 7. Chứ nếu diễn biến xấu nhất thì buộc phải giãn cách như tháng 4 thôi. Bạn quan tâm cài đặt nhiều nhất. Tuy nhiên, quý vị hãy chú ý, bởi mới đây rất nhiều người đã tải nhầm. Một ứng dụng có tên gần giống Bluezone mới đây đã lọt top tải nhiều tại Việt Nam, nhưng không phải là ứng dụng truy vết COVID-19. Trên kho ứng dụng của Apple cũng như Android, ứng dụng có tên Bluezone, không có chữ E sau chữ Blue, đang được tải về nhiều thứ ba tại Việt Nam, sau 2 bậc so với ứng dụng truy vết Bluezone. Ứng dụng Bluezone bị nhiều người tải nhầm, thực chất là ứng dụng nước ngoài, không liên quan đến việc phòng chống dịch.
còn ứng dụng truy vết nhanh COVID-19 do Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển cho người Việt, có tên đúng là Bluezone, khẩu trang điện tử. Việc tải nhầm ứng dụng khiến cả đơn vị phát triển lẫn người dùng đều bị ảnh hưởng. Ứng dụng Bluezone nói trên bị người dùng trong nước đánh giá 2,6 trên 5 sao trên cửa hàng Play. Trên App Store, ứng dụng này đạt dưới 4 sao. Ngoài ra, nhiều ứng dụng có tên gần giống như Bluezone Pool, Blue cũng bị nhầm với ứng dụng truy vết COVID-19 Bluezone do các công ty công nghệ Việt Nam phát triển. Thưa quý vị, Đà Nẵng đang ở trong giai đoạn tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và trở thành ổ dịch lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch, các y bác sĩ tại Đà Nẵng đang phải trải qua những ngày vô cùng khó khăn và vất vả, nhất là tại các trung tâm, bệnh viện tuyến đầu ở Đà Nẵng. Mới đây, một số hình ảnh về các bác sĩ tại trung tâm cấp cứu Đà Nẵng sau những ca trực vất vả đã phải kiệt sức và phải truyền nước, khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Hình ảnh ghi lại một số bác sĩ đã làm việc tới kiệt sức và phải nằm nghỉ, truyền nước. Trong khi đó, một số bác sĩ khác lại được đồng nghiệp cho uống nước, đổ nước ướt đẫm người sau những giờ làm việc căng thẳng đã được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ. Những ngày qua, các bác sĩ và nhân viên điều dưỡng tại Đà Nẵng đang ngày đêm làm việc, vừa chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân, vừa cố gắng giữ vững tinh thần, đảm bảo sức khỏe cho chính mình. Nhìn những hình ảnh của các bác sĩ, không ít người bày tỏ sự xúc động và biết ơn những nỗ lực của các bác sĩ tại Đà Nẵng nói riêng và ngành y cả nước nói chung. Trên mạng xã hội, rất nhiều người đã gửi những lời chúc sức khỏe và may mắn, lời cảm ơn tới các bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng. Sau đây là một số bình luận mà chúng tôi tổng hợp được. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Không có lời cảm ơn nào cho đủ với công sức của những chiến sĩ áo xanh, áo trắng nơi tuyến đầu cả. Chúc các đồng chí luôn khỏe, vững tin vượt qua đại dịch. Cố gắng lên mọi người, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch, sau cơn mưa trời lại sáng. Cảm ơn các y bác sĩ đã kiên cường bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Mong rằng mỗi người dân hãy có ý thức để đồng bào ta đỡ khổ. Chỉ vì những con người tham lam vì vài đồng tiền bẩn, đưa người vượt biên trái phép mà hại nước hại dân, để đồng bào ta phải khổ như thế này đây. Những hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch để mang lại sự bình yên cho chúng tôi cũng như bao nhiêu đồng bào. Cảm ơn các anh, thật sự rơi nước mắt khi xem những hình ảnh như thế này. Đồ bảo hộ này kín mít, không thoát khí để đảm bảo vi trùng, vi khuẩn không lây lan ra ngoài. Nói đơn giản, mình mặc áo mưa một tí, hở trên hở dưới còn khó chịu. Nữa là các y bác sĩ phải mặc kín mít, hoạt động liên tục để vận chuyển bệnh nhân. Mỗi người nên tự có ý thức phòng chống dịch để giảm tải cho bệnh viện. Sau 72 giờ kể từ khi nhận bản thiết kế bệnh viện dã chiến Đà Nẵng, được lắp đặt tại cung thể thao Tiên Sơn, đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt khung, giường, sàn nhà. Hiện các đơn vị thi công vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Đà Nẵng để hoàn thiện nốt phần việc còn lại như lắp đặt labo xét nghiệm, vệ sinh bề mặt. Theo ghi nhận tại công trình, các công nhân đang khẩn trương lắp đặt hệ thống điện, giường bệnh và các thiết bị hỗ trợ khác. Sau khi hoàn thiện việc xây lắp, hệ thống thiết bị y tế sẽ được lắp đặt và tổng vệ sinh khử trùng để đưa vào điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện dã chiến được xây dựng từ ngày 1 tháng 8 với quy mô của bệnh viện là 700 giường, mỗi phòng được bố trí 2 giường bệnh và được dành để điều trị những ca bệnh nhẹ. Khi cần thiết, bệnh viện sẽ tăng lên 1.000 giường với hy vọng giảm tải được một phần số lượng bệnh nhân cho những bệnh viện tuyến trên. Cộng đồng mạng chia sẻ nhiều bình luận ngưỡng mộ tốc độ xây dựng bệnh viện thần tốc và mong đợi bệnh viện sẽ đi vào hoạt động hiệu quả.